Tử vi về ngày 9 tháng 12 âm lịch Kỷ Tỵ. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Sa Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Trong chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong Thủy Sa Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân mình. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 9 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt. Tổng quan ngày 9 tháng 12 âm lịch. Ngày 9 tháng 12 còn gọi là ngày 9 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 21 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp sát là ngày Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, tức là cây rừng lớn. Do Tỵ và Hợi chính xung, Kỷ âm thổ khắc Quý âm thủy, Ất âm mộc khắc Kỷ âm thổ, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 và Ất Hợi sinh năm 1995. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 9 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý, Tý dương thủy gặp Kỷ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày này, còn có thiên ất quý nhân đồng mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đồng thời, sẽ gặp được người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Tuổi Tý trong năm nay cần gặp phải trực thái tuế nên cần phải hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là bản mệnh sẽ nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó còn có Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, anh chị cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa vì Tý, Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Kỷ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt như trong vấn đề tình cảm. Trong ngày này, còn có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn và có được những cơ hội tốt. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày, còn có Mã Tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã ám chỉ là người hiếu động, thích đi đây đó. Hơn nữa tuổi Mão năm nay, cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay, bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại,
đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày sẽ xuất hiện thái cực chiếu mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc. Tuy nhiên trong ngày Kỷ Tỵ, gia chủ tuổi Thìn còn gặp phải hai thần sát là Thiên La Địa Võng và Kiếp Sát. Thiên La Địa Võng chủ về bệnh tật, là ngục. Bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật. Còn kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân mình. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là bị sinh xuất tiết mất khí. Cho nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý trong ngày còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thường tật. Chú ý ngày những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Ngày tuổi Tỵ gặp năm Canh Tý 2020, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái Tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp kỷ âm thổ là thư quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày, cần có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày, tuổi Mùi có ba cát tinh là Thái Cực và Phúc Tinh và Mã Tinh đóng mệnh. Đây đều là những sao tốt, đem lại các cơ hội trong công việc và quý nhân trợ giúp. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thân, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày, cũng có các tinh là Kim Dư và Thiên Ất giáng chiếu tới. Bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt, bước sang năm 2020, Thái Tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội nên chủ động và hãy chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn.
Trong ngày còn có cát tinh là văn xương quý nhân chiếu mệnh. Đây là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, cho nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, giờ Dậu kim tương phá với địa chi lưu liên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày này còn có cát tinh thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày còn có mã tinh chiếu mệnh là tướng buôn ba nên tứ trụ có mã ám chỉ là người hiếu động, thích đi đây đó. Hơn nữa những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 9 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!